Xin chào anh em và các bạn với review nghệ và mình Redmi Note 13 ở thời điểm tại là cái dòng Redmi Note mới nhất của nhà Xiaomi rồi. Và vừa qua Xiaomi đã cho mắt tại thị trường Việt Nam có phiên bản Redmi Note 13 4G chứ không có phiên bản 5G anh em nhé. Anh em muốn mua được cái bản 5G thì chỉ có thể mua được hàng sách tay mà thôi. Và video ngày hôm nay mình sẽ đưa ra những cái ưu điểm cũng như là nhược điểm trên chiếc thoại Redmi Note 13 5G mà mình đang có trên tay đây. Và trước khi vào video anh em đừng quên để làm một like, một subscribe cũng như là nhấn chuột để bắt đầu video chi tiết thôi em nhá. Đầu tiên thì về mức giá đi, anh em có thể mua cái bản Redmi Note 13 5G này có mức giá rẻ hơn nếu mà so với cái bản chính hãng 4G. Đấy, giá nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 4 củ thôi. Anh em quan tâm thì có thể kích vào cái đường link ngay dưới phần mô tả để có thể dẫn tới Nam Bếp Store để tìm hiểu thêm mức giá chi tiết về em này anh em nhé. Rồi qua tới cái phần thiết kế thì em này nó sẽ có một cái phần thiết kế khá là giống với cái dòng Redmi Note 12 Pro 5G anh em ạ. Và nó sẽ hơi khác với dòng Redmi Note 12 5G một tí. Đây, nó sẽ được làm vuông cạnh như thế này. Chất liệu thì em này chỉ có thể được làm bằng nhựa thôi đấy. Còn với những cái phần phím bấm thì nó cũng sẽ không khác quá là nhiều so với những dòng Redmi khác. Chất liệu thì sẽ được làm hơi nhám nhám một tí, nó sẽ giảm thiểu đi cái việc mà bị bám vân tay ở cái phần mặt lưng như thế này. Mặc dù là tay mình ra khá là nhiều mồ hôi nhưng mà cơ bản thì cầm nắm nó cũng rất là ok thôi, nó không bị trơn. Tuy là giữa hai bản Redmi Note 12 5G, 4G nó cũng không khác nhau quá là nhiều, nhưng mà trên em Redmi Note 12 5G này theo như mình thấy nhìn nó sẽ ok hơn, bởi vì cái phần cụm cam này nó sẽ được đặt trong một cái phần khung, nó khá giống với em Redmi Note 13 Pro đấy, cho nên là mình sẽ thấy nhìn nó ngầu hơn một tí nên mà so với bản 4G. Nói chung cái phần này thì sẽ tùy mắt mỗi người thôi, còn mình thích nó đặt trong một cái phần khung như thế này hơn. Qua tới cái phần màn hình phía trước thì nó sẽ có một cái màn hình là 6.67 inch AMOLED, độ phân giải là Full HD cộng 120Hz. Nói chung là lướt chạm qua lại các thứ thì cũng rất là mượt mà. Độ sáng là 1000 nit. Đối với phần độ sáng này thì nó sẽ có hơi thua thiệt một tí so với cái bản 4G chính hãng, đó là nó chỉ có 1000 nit thôi, còn trên cái bản 4G là 1800 nit. Về cơ bản độ sáng giữa hai con này thì nó sẽ không khác nhau quá là nhiều, nhưng mà trên cái thông số thì em Redmi Note 3 5G này thì nó sẽ có hơi thua thiệt hơn một tí. Nói chung là nó chỉ khác như vậy thôi chứ cũng không khác quá là nhiều. Và trên màn hình em này thì nó vẫn có một vài điểm có thể là điểm nhỉnh hơn khi mà kính màn hình của nó là Gorilla Glass thế hệ thứ 5, kèm theo đó là một tỷ màu và mật độ điểm ảnh là 395 ppi. Nói chung là vẫn đủ nét rồi, gần 400 ppi, là mắt mình không thể nào mà thấy được điểm rỗ trên cái màn hình như thế này rồi đấy, để em có thể sử dụng mọi cái tác vụ hàng ngày. Nói chung là cũng rất là ok thôi. Đấy, với cái tấm nền AMOLED thì không gì để chê rồi. Mặc dù trong cái tầm giá rẻ như thế này nhưng mà cái độ chi tiết nó vẫn có này, sắc nét, dải màu tươi, màu đen sâu. Nói chung là đối với những chiếc thoại Xiaomi giá rẻ ở thời điểm tại thì nó đã quá ngon rồi. Về viền màn hình các thứ thì thật sự nó như một máy tầm trung. Đây, viền các thứ này, hai bên trên dưới nó khá là đều nhau và cũng rất là mỏng nữa này. Đấy, và cái phần camera selfie phía trước nó cũng rất là gọn gàng nha, không bị chiếm diện tích quá là nhiều. Xiaomi thật sự càng ngày làm những chiếc thoại như thế này rất là tốt rồi. Mặc dù là vốn giá chỉ là 4 triệu thôi nhưng mà mình vẫn cảm giác cầm chiếc thoại này như kiểu là tầm 6-7 triệu anh em ạ. Ok, tới phần hiệu năng thì em này nó sẽ được trang bị một con chip Dimensity 6080. Về cái điểm này thì nó sẽ ăn đứt cái con Redmi Note 13 4G rồi, trong khi con Redmi Note 3 phiên bản 4G nó chỉ có là Snap 685 mà thôi, nên là với Dimensity 6080 như thế này là nó ăn đứt rồi. Để mà sử dụng những tác vụ cơ bản hàng ngày thì thật sự nó quá là thoải mái rồi. Còn với chơi game thì em này vẫn có thể chơi được những tựa game như Liên Quân, Tốc Chiến và cả PUBG, anh em vẫn có thể chơi được thoải mái luôn. Cấu hình thì thật sự là nó không được cao thôi nhưng mà anh em vẫn có thể chơi được trong tầm này. Ok, về pin thì em này sẽ có một cái dung lượng pin là 5000 mAh, một cái thông số trâu cơ bản bây giờ rồi, cũng không có gì phải nói nhiều ở phần pin của em thoại này. Đấy, nói chung là rất là trâu, để mà sử dụng một ngày cơ bản thì quá là dư sức rồi. Còn bức sạc thì nó sẽ có một cái thông số sạc theo như mình thấy là cũng ổn anh em nhé, 33W. Cơ bản thì không phải là quá nhanh nhưng mà 33W là cũng ổn anh em ạ. Rồi, về phần nhược điểm của em thoại này theo như mình thấy thì nó sẽ có hai điểm mà mình chú ý ở trong chiếc thoại này. Về cái thứ nhất là em thoại này khi mà anh em mua về thì nó chỉ đang ở ROM gốc mà thôi, anh em sẽ không có tiếng Việt cũng như là cài sẵn Play đâu. Anh em muốn có tiếng Việt thì chỉ có thể up ROM các thứ. Và với những chiếc thoại hàng sách tay như thế này thì nó có một vấn đề, đó chính là về thông báo và định vị của nó không được ổn định cho lắm. Cho nên là anh em muốn giải quyết được cái vấn đề này thì chỉ có thể là up ROM chiếc thoại này lên quốc tế mà thôi. Và với việc up ROM thì nó sẽ dành cho những anh em nào mà hay tìm tòi và hiểu biết về công nghệ một tí thôi, chứ còn những anh
em nào mà chỉ sử dụng cơ bản thì có vẻ là hơi khó ở phần này anh em ạ. Còn nếu mà mang ra thợ thì cũng được, nhưng mà sẽ tốn phí anh em nhé. Nhưng mà anh em cũng yên tâm, với những chiếc thoại Xiaomi như thế này anh em không cần upron vẫn có tiếng Việt. Thực ra thì không phải là 100% tiếng Việt, nhưng mà nó cũng sẽ đáp ứng được cơ bản tầm khoảng là 90% tiếng Việt cho anh em, để anh em có thể xài tạm thôi. Và video hướng dẫn có tiếng Việt thì mình cũng đã làm rồi, anh em có thể xem lại ở trong kênh của mình. Ok, về vấn đề thứ hai là tuy em này nó có một cái tấm nền là AMOLED, nhưng mà về bảo mật vân tay các thứ thì em này cũng chỉ có ở bên cạnh phím nguồn thôi anh em nhé, chứ không có trong màn hình như là cái bản 4G chính hãng đâu. Cho nên là đối với những anh em nào cần vân tay trong màn hình thì em thoại này nó sẽ không có đâu. Với cái phần này thì thật sự nó cũng không quá là quan trọng, nhưng mà với một con máy có vân tay trong màn hình thì nó cũng sẽ ok hơn nhiều chứ anh em. Đấy, nên là đây vẫn có thể là một cái điểm mà anh em có thể lưu ý ở trên chiếc thoại này. Và còn một điểm nữa thì mình đã nhắc tới ở phần trước rồi, đó chính là sạc 33W. Có thể là nhiều anh em không quá là quan trọng, nhưng mà cũng có thể nhiều anh em thấy 33W là không đủ, thấy nó hơi chậm. Đây cũng là một cái điều mà có thể anh em lăn tăn, bởi vì trong tầm giá 4 triệu như thế này thì anh em vẫn có thể mua được những con máy tầm trung cũ có sạc 67W. Nhưng mà dù sao nói đi nói lại thì đây cũng là một con máy mới ra, nên là anh em vẫn có thể bỏ qua ở phần này. Đấy, thì với em Redmi Note 3 5G này, liệu anh em có thể đánh đổi được một vài cái nhược điểm nho nhỏ để có thể lựa chọn em này hay là không? Anh em hãy để lại dưới phần bình luận dưới để cho mình biết với nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em video sau anh em nha.